À, bắt đầu vật lộn tiếp với cái dây thủy 6 dòng nha anh em. Rồi em chưa bắt đầu vật lộn với cái dây thủy 6 dòng anh em ơi. Lung tục tung lên thế này. Tám luôn cửa, yeah. Tám cho nó cẩn thận nào. Một thủy tinh mà lên tám á. À thế nhỉ. Ác nhỉ. Một thủy tinh mà lên 8 là hơi gắt đấy nha. Vẫn chỉ là 6 à. 5 bình cũng 6 mà 8 bình cũng 6. Đúng không? 5 bình cũng 6 mà 8 bình cũng 6. Vậy em thử rút 5 bình nhé. Thì tội chó thì mình phải rút 8 bình ra. Đây vừa ép vừa test các công thức rút giúp cho anh em luôn nha anh em. Nên nhiều lúc nó sẽ hơi lấn cấn một tí nha anh em thông cảm nhé. Thần tinh 3 đi cũng được cho nó chắc tốt đi. Đang test phẩm chất luôn cho anh em nha anh em. 5 thế thì không được. Thế thì bắt buộc là phải 8 8 8 8 khúc duyên mới lên được 6 anh em ơi. Mẹ ơi. Có ấy đâu, đã có chưa có đá thủy. Mở thêm đá anh em ơi. Thôi được rồi. Mộc thổ vất. À, thủy trừ 3. Thủy trừ 3 đã có đâu luôn. À đây rồi đây. Về gì vút.
gọn gàng sạch sẽ chưa? Bây giờ đập cái hút tiếp cái này nhé anh em. Vẫn xấu là đẹp, vẫn xấu là đẹp. 5 mà. Ây da. 5 là dở rồi. 5 là hơi dở nha anh em. 5 là hơi dở. Chắc và hút 5 đi, mình test 5 đi, mình test 5 đi. Mình test 5 đi, sao đâu. Nếu mà nó có mít thì tí mình đập dấn nó lên thôi. Đúng không? Nó mà về 7 thì mình đập dấn thủy tinh lên thôi, mình đập lên 3 chẳng hạn. Đấy 8 rồi. Tốc độ di chuyển một thủy tinh 5 phút duyên tiểu đi, một thủy tinh 5 phút duyên tiểu, choáng một thủy tinh, sinh khí 2 thủy tinh đi, kháng hỏa 3 thủy tinh đi. Một hai ba như nhau nha anh em, huyền tinh 1 2 3 như nhau. Huyền tinh 1 2 3 như nhau anh em ạ. Ok này.
Ok này. Từ nào em xem cái này nào. 6. 6 nhá. Thì em vẫn mua tiếp một đại. Em vẫn sẽ mua tiếp một đại như thằng Thanh Ngọc nó nói. Em sẽ để lại 1 triệu. 1 triệu. Em sẽ vẫn mua một đại. Mít à? Thế thì phải thủy tinh à? Ok nhá, thế thì một thủy tinh nhá. Một thủy tinh 5 tiểu à? Một thủy tinh 5 tiểu à? Một thủy tinh 5 tiểu nhá. Một một à? 6 mà mày rén thế. Phẩm chất 6 mà mày rén thế. Đại huyền tinh 4 đi à? Thằng này rén thật sự rồi, thằng này rén thật sự rồi. Thằng này nó rén thật sự anh em ơi. Thằng này nó rén thật sự rồi. Nó vừa đấy nó ngồi nó gáy xong bây giờ nó rén anh em ơi. Rồi ok. Ok nhá. Anh em rảnh giúp em trường một like anh em ơi, ủng hộ em trường một like anh em ơi. Cái thằng này nó bị rén thật sự rồi, nó bị đánh hụt rồi anh em. Bây giờ đến dòng sinh khí. À, đến dòng sinh khí nha anh em. Sinh khí là cho 2 thủy tinh nha anh em. Vẫn huyền tinh 4 đi cho nó chắc cốp. Bây giờ cái này chắc chắn là phải 2 thủy tinh. Một đại, một tiểu, phun phúc duyên, huyền tinh 4, ngoại công 5. Mình sẽ, nếu mà người ta bảo công thức 19 thì mình sẽ phải làm ngược công thức. Đấy, thấy chưa? Nếu người ta bảo là 19 mình phải làm cho nó không phải là 19 thì người ta mới sợ mình. Anh em hiểu ý em Trường chứ? Bảo 19 mình không cho nó 19 anh em. Hello 101 anh em, 102 anh em đang xem live, anh em giúp em Trường một like nha anh em. Anh em giúp em Trường anh em ơi. Nhiều anh em chưa bấm mà 109 anh em mà có 19 like thì tỷ lệ 1 ăn 10. Tỷ lệ 1 ăn 10, nên anh em phải giúp em một tí anh em. Đang tỷ lệ là 1 ăn 10 đấy anh em. Đang tỷ lệ 1 ăn 10 anh em bấm giúp em cái. Anh không cần phải rút, em hiểu ý anh không? Anh không cần phải rút. Mày biết tính anh rồi đúng không? Mày biết tính anh rồi đúng không? Cái dòng này ấy, nếu mà em sợ xịt ấy thì đây. Cho nó nhanh. Hả? Nếu mà em sợ nó xịt đúng không? Nếu sợ xịt đúng không? Xịt được không? Có xịt không? Có xịt được không? Hả? Xịt thế đếch nào được? Cái viên cái dòng kháng hỏa mấy mình đập 3 thủy tinh đúng không? Mít làm sao được? Thôi anh em. Vừa rồi đập 2 à? Thế bây giờ cũng đập 2 à? Một đại một tỉa, một đại một chung à?
vừa rồi 3:02 nhá. Vừa 3. Còn mình cứ đập test công thức đi. Vừa rồi là 3. 3 thì phải đập 3 nhá. 3 là phải dã 3 đấy mà, chứ dã 2 là cút đó. 3 là phải đập 3 chứ không có 2 đâu. Yeah. 3 là phải đập 3 đó. Không sao đâu, bôi cao sẽ khỏi à. Công thức bôi cao sẽ khỏi à. Công thức bôi cao sẽ khỏi à. Anh em ơi, 120 anh em đoán xem nó là bao nhiêu. Anh em comment đi, ai đoán đúng. 24 à. 20 à. 24 à. 21 à. Một gia đình là chơi hết mình là lên thiên đình rồi nhảy sập sinh là nhảy sập sinh, cái đầu là lắc cái đầu để cho sạch cầu, lắc cái mông là lắc cái mông để giống con công, bay lên nào, lên trời cao là lên trời cao ta gặp chị Hằng ta nói với chị, I love you là I love you. Thế đã đủ I love you.